Các quý vị nào yêu mến chương trình, nhớ bấm cho Nguyên cái ngón tay cái để chương trình chúng ta có thể vượt qua được cái sự thuật toán kiểm duyệt của YouTube, mà Nguyên có thể đem rất là nhiều những bản tin sôi động ly kỳ và cho Nguyên chào lại tất cả các vị nào mới vào trong diễn đàn. Hiện bây giờ ông Putin, ông chưa đến Trung Quốc, nhưng mà ông đã nói trước cái vấn đề này. Khi lúc đó cả thế giới người ta rất là lo, đó là cái sự xích gần giữa Trung Quốc và Nga sẽ xích gần thêm một bước nữa. Người ta rất là sợ cái điều đó. Người ta sợ là Trung Quốc và Nga sẽ liên minh về quân sự, rồi lúc đó thế giới chúng ta nó sẽ chia ra đôi, có nghĩa là lưỡng cực và rất là nguy hiểm cho cả thế giới. Và chắc người biết là Mỹ không bao giờ chấp nhận điều đó, châu Âu không chấp nhận điều đó, vì họ rất là sợ, vì nó sẽ tạo ra cái khối và sẽ là liên lụy đến cuộc chiến tranh lớn. Nên từ đó tới giờ người ta rất là lo. Mà chúng ta thấy rõ được, ngày hôm nay Putin chưa đến Trung Quốc mà ông ta nói, ê đừng có hiểu lầm nha, tôi đến Trung Quốc là để ban giao về thương mại, còn chúng tôi hai quốc gia không có ban giao về quân sự. Đừng có chụp mũ, đừng có hiểu lầm và đừng có nói những cái sự việc mà chúng tôi chưa có làm. Không có, tôi bảo đảm là không có. Giữa Trung Quốc và chúng tôi chỉ có liên quan về vấn đề kinh tế, nhưng vấn đề liên minh quân sự là không có. Người ta chưa nói gì hết. Người ta chưa có công bố, người ta chỉ có lo lắng. Theo những nhà bình luận gia, người ta chỉ có lo lắng về cái sự xích gần lại giữa ông Trung Quốc và ông Nga. Người ta sợ hai quốc gia lớn này họ liên minh thành một cái khối. Và khi hai quốc gia họ liên minh thành một cái khối thì nó rất là nguy hiểm cho những quốc gia láng giềng nhỏ. Và cả thế giới chúng ta bắt đầu ở trong cái trạng thái là khối này đấu khối có kia. Nên là người ta lo lắng thôi. Thì ông Nga Putin, ông đã công bố ngày hôm nay ông đến Trung Quốc với một cái lý do duy nhất là về vấn đề kinh tế, chứ không có vấn đề quân sự. Tại sao ông phải làm như vậy? Vì ông sợ cái sự suy luận của Hoa Kỳ, ông sợ sự áp lực của NATO và ông sợ sự áp lực của châu Âu. Nên ông muốn nói cho thế giới biết rằng là chúng tôi chỉ có vấn đề kinh tế, còn vấn đề quân sự không có, đừng có cáo buộc chúng tôi. Các như vậy. Nên là trước khi Putin đi, Putin đã sợ nhiều thứ. Trước khi đến Trung Quốc là Putin đã gào cản đủ thứ. Một là nịnh bợ, rồi phải khẳng định rằng là chúng tôi đi đến với cái vai trò là kinh tế, vân vân và vân vân. Nên là tại sao Nguyên nói Putin như vậy đó, chứ sợ Mỹ. Sợ Mỹ nếu Putin không sợ thì không cần thiết gì phải nói. Muốn ban giao với Trung Quốc về quân sự thì thẳng thàng ban giao. Trung Quốc còn không dám, chỉ có Bắc Triều Tiên là dám thôi. Nguyên nói không có quốc gia nào điên cuồng giống như Bắc Triều Tiên. Không có quốc gia nào dám công khai gửi vũ khí, chỉ có Bắc Triều Tiên. Đố Trung Quốc dám. Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga, nhưng gửi cách âm thầm. Gửi cách âm thầm. Trung Quốc sẽ gửi cách âm thầm, chứ không giống như Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên là cái quốc gia họ không có sợ ai cả, họ không cần biết. Họ gửi là họ gửi thôi. Họ không còn ngán lệnh trừng phạt của thế giới, ai nói gì họ bất chấp. Nên là Trung Quốc có viện trợ, Trung Quốc có hỗ trợ, cũng là hỗ trợ trong âm thầm bóng tối, cũng không dám ký trực tiếp liên minh quân sự bây giờ. Với cái bối cảnh thế giới ngày hôm nay, sự quyết định của Trung Quốc nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến kinh tế và ban giao giữa Trung Quốc và châu Âu và châu Mỹ. Mà Trung Quốc không thể nào mạo hiểm để bắt tay với Nga trong giai đoạn này, nên Trung Quốc sẽ âm thầm hỗ trợ cho Nga. Nên cũng đó là một cái lý do mà Putin phải đính chính là chúng tôi đến Trung Quốc chỉ vấn đề của kinh tế chứ không phải là quân sự. Hết thiệt mà, ở trên thế giới này chỉ có quốc gia duy nhất không sợ Mỹ chính là Bắc Triều Tiên. Còn Nguyên thấy cả Trung Quốc mạnh như vậy, họ cũng ngán Mỹ, họ cũng ngán châu Âu, vì họ sợ là bắt tay với Nga sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của họ. Còn Bắc Triều Tiên thì họ bất chấp, họ không có ngại ai hết. Đó là bản tin liên quan đến Putin đến Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ nói cái bản tin trọng tâm, chút xíu bản tin của Palestine với Mỹ chút xíu ha, trước khi đến tin Á Châu chúng ta. Ngày hôm nay thì cái vấn đề của Mỹ phải đối đầu đó là vấn đề tị nạn, tị nạn Palestine. Thì hiện bây giờ tại Quốc hội của Mỹ đang tranh cãi là có nên nhận tị nạn Palestine hay không. Theo lời phát biểu của ông thống đốc Florida, đó là ông DeSantis, thì ông ta khuyên đất nước Mỹ không nhận tị nạn Palestine. Nó có nhiều nguyên nhân và lý do. Đó là cái lời khuyên của ông ta. Nên là cái vấn đề tị nạn của Palestine đã trở thành một cái vấn đề mà nhức đầu, nhức óc.
của những quốc gia tự do phải giải cứu và lo người dân. Nên là khổ không? Nguyên khổ là không thấy cái ai mà chạy qua tị nạn của bên Trung Quốc hết. Không ai xin đi tị nạn của bên Nga hết. Lúc nào cũng ghét Mỹ Đế, lúc nào cũng ghét châu Âu. Mà xin đi tị nạn là của bên châu Âu không à? Nguyên nói thật với các quý vị, hỏi mấy ông Trung Đông họ có ghét Mỹ không? Ghét chứ. Hỏi Việt Nam có ghét Mỹ không? Ghét chứ. Nhưng mà cứ khoái ở Mỹ Đế không mà Nguyên không hiểu nổi. Bây giờ cả triệu người Palestine, ai giải cứu, ai gửi tiền nó Nguyên, ai lo đây? Ai lo đây? Thì cũng châu Âu lo không chứ ai lo. Còn mấy cái ông mà ủng hộ Palestine có cho đồng bạc nào không? Iran có gửi người nhận người Palestine không? Sao Iran không gửi máy bay ra chở người Palestine? Iraq. Họ xuống đường biểu tình hàng triệu người. Họ xuống đường biểu tình hàng triệu người. Hàng triệu người Iran, Iraq họ xuống đường biểu tình. Liban họ xuống đường biểu tình. Syria họ xuống đường biểu tình. Thổ Nhĩ Kỳ họ xuống đường biểu tình. Hàng triệu người họ xuống đường biểu tình. Ủng hộ Palestine. Nhưng có chính phủ của họ có gửi máy bay rước người Palestine đi tị nạn không? Không. Một người họ cũng không rước. Rồi cuối cùng là ông Pháp phải đi rước, Anh Quốc phải đi rước, Úc Châu, Canada, Mỹ phải rước, người rước chút. Miệng thì họ ủng hộ người Palestine, họ làm dữ lắm. Họ thương người Palestine dữ lắm. Nhưng dân tị nạn họ đóng biên giới, Egypt họ đóng biên giới. Dân tị nạn họ đóng biên giới, Arabia Saudite công bố là tôi không nhận tị nạn. Iran không nhận tị nạn. Cái miệng thì anh kêu là cứu dân, mà khi dân của người ta sơ tán thì anh lại trốn tránh trách nhiệm. Anh trốn tránh trách nhiệm. Các quý vị thấy nó nghịch lý không? Cái nước mà ủng hộ nhiều nhất là ông Iran. Mà ông Iran không nhận tị nạn. Ông biết sao biết công bố thẳng luôn. Ngày hôm qua nha, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đã có nêu lên vấn đề trợ cấp và vấn đề kiếm biện pháp để mà tị nạn. Từ chối thẳng thời, chúng tôi không lo chuyện đó. Nó ngộ là ngộ đó các quý vị. Miệng thì nói dữ lắm, nhưng mà đụng tới vấn đề tiền bạc, thực tế tự nó lòi ra liền à. Tại vì tốn tiền nó nhiều lắm. Hàng tỷ Mỹ kim, hàng triệu người mà. Phải nuôi một thời gian dài, tốn cả mấy trăm tỷ. Tới đụng tới chuyện là ông nào ông nấy là cũng diện lý do này, diện lý do kia mà không ai chịu gánh trách nhiệm. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua vấn đề của Việt Nam chúng ta. Việt Nam mến thương. Việt Nam ngày hôm nay thì Nguyên sẽ nói về bát thưởng. Thì nó thực tế là Nguyên không... đối với Nguyên cái vai trò của bát thưởng nó rất là nhạt nhẽo trong cái bộ máy chính trị. Nó thực tế là Nguyên vẫn nhớ bác Phúc. Nó thực tế là đó, bác Phúc là Nguyên vui lắm. Hình như ngày nào Nguyên cũng nói bác Phúc. Từ khi bác Phúc đi rồi, nó thực tế là khi bác Phúc là bị mất chức đó, là Nguyên là người khóc nhiều nhất. Nguyên buồn lắm. Buồn lắm các bạn. Không chuyện gì nói nữa. Có bác Phúc nó vui lắm. Mà gia anh Việt Nam đồ, cuộc điện biết đi đồ, nó vui lắm, nói nhiều chuyện vui của bác Phúc mà có thể nói mỗi ngày đó. Ngày nào cũng buồn, cứ đem bác Phúc ra mà nói chuyện, nó vui mình cười. Từ lúc mà bác Phúc đi rồi, thì có bữa nó Nguyên khóc và Nguyên buồn uống hết hai chai rượu. Nguyên buồn chia buồn với bác Phúc. Thì bác Phúc đi rồi, Nguyên không có gì để nói. Thì bác thưởng lên thì nó thật tế hơi nhạt nhẽo. Nó không, hình như là cái vai trò của bác thưởng giống như Nguyên cảm giác là cái bình phong để cho nó có. Giống như cái chức vụ nó bị trống, kiếm cái ông nào ông lên rồi ở nó vậy thôi. Thực tế cái vai trò nó nhạt nhẽo lắm. Ngày xưa bác Phúc nhà ta là có cái diễn đề nó sốc lắm. Cả thế giới nó phải đứng tim về bác Phúc. Còn bác Thưởng thì chúng ta không thấy nghe được cái gì hết. Thì chỉ có điều là gần đây thì bác Thưởng nhà ta là cái vai trò chủ tịch nước thì sẽ đi qua bên Trung Quốc để dự cái buổi họp cùng lúc với ông ngày mai nha. Ngày mai cũng đến Trung Quốc, ngày 17 tây sẽ đến Trung Quốc sẽ dự cái con đường tơ lụa, cái buổi họp lần thứ 3. Và cũng sẽ có gặp Putin. Đó thì Việt Nam cũng sẽ dự với nguyên cái phái đoàn của Việt Nam. Nhưng mà trước khi đi thì bữa nay bác Phúc gặp ai? Chủ tịch Quốc hội Duma Liên bang Nga. Duma nữa. Trước khi đi sắp sửa gặp Putin rồi, nhưng phải gặp Duma Liên bang Nga mới được. Bữa nay thì mời trong văn phòng chủ tịch Quốc hội Nga, Duma Liên bang Nga. Nghe cái tên là nghe nó quải liền à. Hình như là bác không có nghe Nguyên bình luận ngày hôm qua. Nghe cái tên nó khó nghe lắm. Bỏ cái chữ Duma dùm Nguyên đi. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Nga nó được rồi. Viết thêm cái chữ Duma nó vô làm cái gì? Nghe nó kỳ lắm. Mấy cái ông cứ hoài không nghe. Người ta là chủ tịch Liên bang Nga gặp chủ tịch Việt Nam. Được rồi.
người ta hiểu hết rồi. Nhưng mà là chủ tịch Liên bang Nga, chủ tịch Duma Liên bang Nga là nghe nó kỳ kỳ, nó kỳ kỳ lắm. Nó rất là kỳ, nó rất là kỳ và nó khó nghe lắm. Nhưng mà mấy ông vẫn viết như vậy. Thì bữa nay thì trước khi qua bên Trung Quốc sẽ gặp Putin trực tiếp, mà bây giờ gặp chủ tịch quốc hội thì bắt tay đồ nói chuyện rồi. Nguyên không biết mấy ông bà nói cái gì thì Nguyên không biết được. Thì thực tế thì các vị biết là giữa Nga và Việt Nam thì nó rất là thân. Thì trong cái lời bác, trong cái lời mà của bác Thưởng chia sẻ đó, thì là bác Thưởng bác nói rằng là dân Việt Nam rất là yêu mến, thân thiện với dân Nga. Cái câu này chính xác, mà không phải là dân Việt Nam, Red Bull, Red Bull trung thành với Nga lắm. Nguyên không hiểu nổi được, ngày xưa nó Nga cho ăn cái gì mà thực tế luôn các quý vị. Hở ra là cứ là Putin, Putin. Red Bull là đúng, bác nói đúng, không phải là người dân Việt Nam. Red Bull Việt Nam, Red Bull Việt Nam rất là khoái Nga, rất là khoái Nga. Mà Nguyên không biết cái đó Nga nó cho Việt Nam cái gì mà trả tiền thấy mộ tổ luôn. Nó viện trợ cũng phải trả tiền, nó đâu phải cho không đâu, nó đâu có cho phí. Tàn là vũ khí nó bán, rồi bán phải trả tiền cha mẹ nhận không ra luôn. Bây giờ vẫn còn trả. Mới đợt trước nó qua nó hốt mới rồi kìa. Mà không biết làm sao mà đúng, mấy bác Red Bull nhà ta ở bên Việt Nam đó, có thể nói là coi cái là bác Lenin là ông cố nội, bác Hồ là ông nội. Đó, khẩu đó. Đó là bữa nay thì bác Thưởng nhà ta trước khi đến Trung Quốc thì đã gặp quốc tịch Duma Nga. Nguyên nói khó nghe quá. Thôi bỏ đi, mình bỏ đi, nói nghe nó kỳ kỳ. Tiếng Việt Nam mình viết cái chuyến của nước Mỹ, nước Nga thì nó không vấn đề, nhưng mà dịch qua tiếng Việt, nói bằng tiếng Việt nó nghe kỳ kỳ sao đó các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên đưa ra một cái bài bình luận để cho các quý vị thấy rõ được tại sao Việt Nam chúng ta lại ân cần cái chuyến đi này và tại sao nó quan trọng. Vì thực tế Putin đang cần đối tác. Putin đang cần đối tác. Mục đích của Putin đến cái buổi họp này, nó không phải gặp chỉ Trung Quốc không, mà gặp nhiều quốc gia khác để tìm một sự đối tác. Mà trong đó Putin, đất nước Nga đang cần Việt Nam. Và Việt Nam tại sao không phải là một người nào khác đi, không phải là Bác Trọng đi, hay là không phải là Thủ tướng Phạm Minh Chính đi, mà tại sao chọn Bác Thưởng? Vì cái vai trò của Bác Thưởng nó khá là nhạt nhòa, nên là không muốn quá chú ý để cho Mỹ đế chú ý, để cho mắt công người ta bình luận, nên là chọn Bác Thưởng là cái người đi thích hợp nhất. Chọn Bác Thưởng đi thích hợp. Và cái chuyến đi này thì Việt Nam có một cái vai trò quan trọng, đó là xoa dịu giữa hai đại ca lớn Trung Quốc và Nga, và làm sao giữ được cái thăng bằng, cái thình tam giác, để không bị những sự chỉ trích và sự áp lực đến từ Trung Quốc và Nga, nên là bắt buộc phải đi hiện diện, đi đến cái buổi họp này. Tất nhiên sẽ có những cái sự gặp mặt bí mật giữa phía bên Việt Nam, Nga và Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta phải nói một cách công tâm, đất nước Việt Nam chúng ta ở trong cái thế kẹt, chúng ta không cách nào lựa chọn khác ngoài cách là chúng ta phải làm sao nhẹ nhàng để tìm một biện pháp ôn hòa giữ cái thăng bằng. Nên là cái vấn đề Bác Thưởng được chọn đi là bởi vì họ e ngại cái sự theo dõi của đặc biệt là Hoa Kỳ và NATO, với cái tình hình mà người ta đang xem xét coi phía bên Nga có thể tác động và kêu gọi đồng minh như thế nào, những quốc gia nào sẽ đứng về phía Nga để hỗ trợ cho Nga trong những cái tình hình căng thẳng của thế giới. Vì các vị cũng biết là thế giới ngày hôm nay nó có một cái dấu hiệu rất là xấu, là cuộc chiến tranh nó có thể bùng phát đệ tam thứ chiến lúc nào không hay biết. Nó không giống như cái thế giới mà các quý vị biết cách đây vài năm trước. Thế giới ngày hôm nay chúng ta trên cái bờ nguy hiểm. Ở tại Trung Đông nó có thể có một cuộc chiến tranh, có thể mình kêu là thánh chiến. Thánh chiến có nghĩa là tất cả đạo Hồi giáo có thể đứng lên đánh chiến tranh. Tất nhiên cái điều đó không ai muốn, nhưng có thể là như vậy. Ở tại Ukraine và Nga cũng có thể chiến tranh hạt nhân, nó sẽ dẫn đến NATO phải vào cuộc, và nhiều vấn đề khác lân cận đang, tình hình nó đang cực kỳ nguy hiểm. Nhưng các vị thấy rõ được là thế giới ngày hôm nay Nga đang yếu thế, và Nga đang tìm đồng minh để tạo ra cái khối liên minh
nếu để Tam Thứ Chiến có và Nga đã chọn khối Á Châu chúng ta. Vì cái buổi họp của Trung Quốc mời ít nhất gần cả 100 quốc gia để tham dự. Và có thể nói là Trung Quốc tạo một cái cơ hội cho Nga để tìm đồng minh. Vì Putin đâu có đi đâu được. Putin có đi đâu được đâu. Nên là tạo một cái cơ hội, một cái sân chơi cho Putin. Để cho Putin đi đến nơi đó mà có thể gặp những đối tác ngoại giao. Để mà Putin thuyết phục những quốc gia này đứng về cái xu hướng của mình. Đây là Trung Quốc nguyên thấy tạo một cái sân chơi cho Putin để Putin có một cái cơ hội tiếp xúc. Trong thời gian vừa qua, Putin bị trói buộc ở một chỗ mà không đi đâu được. Còn Việt Nam thì Nguyên không lo lắm. Nguyên nói thực tế với các quý vị thì Nguyên không lo cho Việt Nam cách ứng phó với mấy ông Nga, mấy ông Mỹ, mấy lãnh vực này, mấy bác nhà ta giỏi lắm. Cái lãnh vực mà giống như là giúp đỡ dân thì mấy bác dở. Chứ mấy cái lãnh vực này thì mấy bác giỏi lắm, nên khỏi cần lo mấy ổng. Mấy ổng không cần lo, trời mấy ổng nói hay lắm. Việt Nam chúng ta có câu là bằng mặt không bằng lòng mà. Lúc bằng mặt nhau thì ôi sụi anh tuyệt vời, anh đúng. Về nhà là khác liền nha. Đó, vậy thôi. Nên là đối với Nguyên là mấy ông bác từ qua bên bển, mấy ổng ứng phó thì Nguyên không cần gì phải lo hết. Tại vì cái điều mấy ổng đó là mấy ổng quá giỏi rồi. mấy ổng quá giỏi cái lãnh vực đó thì mình không có cần thiết phải lo. Nguyên thì thường là lo vấn đề xã hội đó, vấn đề mà giống như là về hưu học vấn rồi. Cái đó mấy ổng không tham làm. Còn mấy vấn đề qua bển mà vuốt ve Trung Quốc rồi năn nỉ ông Nga rồi, mấy ổng giỏi, cái chuyện đó không gì lo hết. Trời ơi, mấy ổng quá giỏi luôn, quá siêu luôn. Nên là không có lo cái vấn đề mà căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc hay là Việt Nam và Nga thì Nguyên không thấy có cái gì mà phải lo hết. Nguyên không thèm bàn là gì đó các vị, Nguyên không thấy cái gì lo. Vì Nguyên biết là sẽ dàn xếp một cách êm đẹp. Dàn xếp một cách êm đẹp. Không có vấn đề gì phải sợ là Trung Quốc và Việt Nam xích mích hay. Tạm thời bây giờ chuyện đó chưa có. Tương lai thì không ai biết, nhưng hiện bây giờ chuyện đó không có. Mà nên là không phải gì phải lo cả. Hình của Belarus cỡ này thì... Nó nóng quá chưa? Cỡ này tình hình của Belarus nó cái sự việc lắm. Nguyên ít có cập nhật cho các quý vị. Bởi vì hiện bây giờ Belarus tổng cộng nó có khoảng tầm 10 tổ chức. Nó những cái hành động cụ thể đơn giản là nhóm Sasanko. Người Belarus. Là những họ biết rằng là bởi vì cái chánh quyền Belarus là cái chánh quyền... Nguyên kêu là đàn em của Nga, bị tháo của Nga, họ không muốn điều đó. Họ muốn đất nước của họ nó có một cái quyền độc lập riêng. Và đặc biệt là họ không muốn đi theo cái chủ nghĩa độc tài đảng Cộng sản. Vì họ biết rằng là họ đang ở trong cái giai đoạn khó khăn. Xung quanh là liên không. Họ muốn tách rời ra khỏi Nga. Và bây giờ thì đây là một cái thời điểm khá cho những cái tổ chức này. Các vị biết là lực lượng Belarus đã hỗ trợ cho Ukraine. Lực lượng mà Tổng thống Sasanko đó đã đánh cho Ukraine, đã hỗ trợ Ukraine. Nhiều lực lượng lắm. Và hiện bây giờ thì trong cái giai đoạn mà Ba Lan có định và hỗ trợ cho những cái tổ chức này để lật đổ ông Tổng thống Sasanko. Nên cỡ này ông Tổng thống sợ lắm. Sasanko bây giờ sợ khủng khiếp luôn. Ngày hôm qua các vị biết tin phải lên tiếng đó. Là ai đụng tới Belarus là đụng tới Nga. Sẵn sàng dùng tất cả những vũ khí họ có để bảo vệ Belarus. Vì cái tình hình ở Belarus nó căng chứ không phải là nó không giống. Nếu không có cái Putin không cần cất lên tiếng nói. Vì cái tình hình là tránh Mỹ mới kêu gọi công dân Mỹ phải rời khỏi. Và Nguyên mong, rất là mong đợi là ở tại Belarus có sự thay đổi bên biển. Quan trọng lắm. Vì nhìn địa lý chính trị, nếu Belarus mà sụp đổ, Ukraine giữ nguyên trạng thì bại vô cùng hết. Nga không còn có một cái ảnh hưởng nào ở tại Liên minh châu Âu hết. Địa lý chính trị Nga đã thất bại 100% luôn. Cái sự việc thay đổi của Belarus nó có thể là một cái bước ngoặt mới để cho vấn đề Nga sụp đổ một cách lẹ hơn. Và Nga mất đi một cái đồng minh ở tại khu vực châu Âu. Và cái điều đó về nhìn về địa lý chính trị thì Nga không còn cái tác động nào ở tại châu Âu. Và Nga sẽ bị toàn bế tắc về vấn đề ở tại châu Âu. Nghĩ là cái chiến lược này NATO trong lòng họ muốn lắm. Trong lòng họ muốn Belarus, đặc biệt là ông Sasanko muốn lật đổ. Là họ muốn mà họ có làm được hay không là một cái chuyện khác. Nhưng mà Nguyên tin chắc là họ muốn điều đó. Đơn giản là vấn đề địa lý chính trị thôi. Vì Nguyên xung quanh là tôi không tự công độc tài ông ở chiến dịch phiền lắm. Rồi là bây giờ có hạt nhân vô Nga viện trợ nó đe ra nữa. Nó rất là phiền. Là mà lật ổng, lật kèo ổng thì là cái điều mà họ muốn. Đó mình Nguyên chắc cái điều đó. Tất nhiên họ không bao giờ thừa nhận qua những lời phát biểu ở trên đài.
Nhưng mà trong chính trị thì họ sẽ muốn cái điều đó. Vì họ muốn cái biên giới giữa Nga và châu Âu nó rõ hơn. Và bây giờ cách rõ nhất là Belarus và Ukraine đứng về phía Âu. Thì là cái biên từ Bắc, các vị từ tuốt miền Bắc là Phần Lan, chạy sẵn xuống là tới Anh và Bulgaria nó gõ lắm. Nga nó không còn biên giới và nó không khó khăn giống như bây giờ. Bây giờ thì Nga có thể lợi dụng Belarus để tấn công vào Ukraine, tấn công vào Ba Lan, tấn công vào Litva một cách dễ dàng. Và cái điều đó địa lý chính trị nó vô cùng phức tạp và khó khăn cho cái phòng thủ của Liên minh NATO. Nên là nguyên Belarus sẽ là trong những cái tầm nhắm của lực lượng NATO và tổ chức ở những cái nơi mà đang muốn lực thống Sarenko sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Và nguyên tin không lâu, Belarus sẽ có biến. Đó là bản tin liên quan đến hình của Belarus để cho các vị biết là cái cuộc chiến phức tạp, nó đa dạng, nó càng ngày nó càng lớn. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật cho các quý vị cái tổ chức BRIC ngày hôm nay họp, mà trong đó có Việt Nam chúng ta cũng được mời. Cái BRIC là cái tổ chức kinh tế, trong đó, đó là Brazil, rồi Nga, rồi Ấn Độ, rồi Trung và Nam Phi. Đây là quốc gia chính đã thành lập tổ chức thương mại ban giao. Thì những cái quốc gia mà Nguyên mới vừa nêu lên, bị biết trong đó có Trung Quốc, Brazil là những cái quốc gia chưa bao giờ từng tiến về vấn đề Ukraine và Nga. Họ muốn đứng ngoài cuộc chơi và họ cũng không muốn trừng cả vì họ ban giao khá là đặc biệt là gần đây thì Nga ưu đãi cho họ rất là nhiều. Nga nói là cho như là đầu bán cho họ với cái giá rất là rẻ để mua chuộc họ, để cho họ đừng có trở mặt với Nga. Thí dụ là như vậy. Thì trong cái tổ chức này họ đã mời rất là nhiều thành viên và họ có ý định mở rộng, trong đó có Việt Nam ta đang định tham gia và nhiều quốc gia khác, họ đến mở rộng 20 thành viên phải năm mà trở thành 20 trong những năm kế tiếp. Bàn đàm phán của họ thì cái vấn đề chính họ nêu lên vẫn là vấn đề đang xôn đột Ukraine và Nga đang ở trong một cái giai đoạn mà đối với họ là cái giai đoạn bế tắc về nền kinh tế, trực tiếp là gián tiếp đến cái nền kinh tế của họ một cách nghiêm trọng, thúc đẩy chính quyền phải tìm một biện pháp giải quyết. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái sự đối tác của những quốc gia và sự mở rộng của chúng ta cũng bị gặp những sự thách thức và gào cản. Nên là nói chung chung là cái buổi họp BRICS ngày hôm nay gặp rất là nhiều những sự kêu gọi chỉ trích và kêu phải tìm nhanh chóng để giải quyết cái vấn đề leo thang cuộc chiến. Vì cái cuộc chiến tranh này đến cái sự thảm họa, các quý vị cũng biết là Trung Quốc, cái nền kinh tế của Trung Quốc năm là nó suy yếu khủng khiếp. Hơn có thể nói, người ta nói là cái phồn của Trung Quốc, phồn dinh bố Trung Quốc đã kết thúc. 20 năm của Trung Quốc nó đã kết thúc. Vì cái nền kinh tế suy ai mua đồ nữa, không ai dám mua đồ nữa. Và cái sự sản xuất của Trung Quốc nó không còn đẹp giống như những cái năm vừa qua. Bây giờ cái buổi họp BRICS đó thì người ta ban giao với Nga, người ta vẫn ban giao. Chỉ có điều là người ta thúc đẩy gọi Nga phải quay trở lại cái bàn đàm phán và tìm một biện pháp càng sớm càng tốt, chứ không để tiếp chiến tranh và sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế của những quốc gia đồng minh của Nga ở trong cái tổ chức BRICS. Đây là cái buổi họp rất là quan trọng. Nào Huy sẽ nói chi tiết hơn, đặc biệt là liên quan đến Việt Nam. Việt Nam đang muốn cái đối tác, Việt Nam có nên sáp nhập vào hay không, sự sáp nhập này nó có lợi vì cho Việt Nam hay có hại vì cho Việt Nam, thì chúng ta sẽ tâm tình trong cái chủ đề khác mà Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị sau. Đó là cái buổi họp BRICS của ngày hôm nay mà Nga đã bị nhiều quốc gia kêu gọi phải tìm cái hòa bình ổn thỏa càng sớm càng tốt để giảm bớt đi cái vấn đề khủng hoảng kinh tế trên cả toàn cầu. Thì cuộc chiến tranh này là cái cuộc chiến tranh thảm họa của nhân loại. Là những nhà phú họ đã nói từ đầu là cuộc chiến tranh xuẩn. Trong cuộc chiến tranh này chẳng có ai có lợi, chỉ có đang làm thảm họa. Đặc biệt là cái hai quốc gia phải thảm họa đầu tiên nhất, đầu tiên là Ukraine, thứ hai là Nga. Và cuộc chiến tranh nó liên lụy đến nhiều quốc gia khác trên thế giới với cái nền kinh tế bất ổn, dẫn đầu nước ngoài không ai dám đầu tư, lạm phát về tăng vọt, đủ thứ cái vấn đề đang lo lắng trên cả toàn cầu, các cô chú và anh chị em. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị vài bản tin lặt vặt ở khu vực Kherson ở Nam. Mấy ngày gần cái lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục qua sông thường xuyên, cứ mò thì về hay về ban đêm thì
vẫn tiếp đổ bộ qua sông, qua bằng xuồng, qua bằng bơi, qua hình thức này, hình thức kia. Số lượng quy mô chia ra nhiều địa điểm khác nhau, nhiều để qua sông, để bớt đi cái sự tổn thất và tấn công của Nga. Nga đang báo động cho chính phủ, cô biết rằng là tình hình rất là khó cho lực lượng của Nga ở tại khu vực miền Nam. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, thì là lực lượng của Nga đang kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp đến từ cấp trên, vì họ đã thấy được cái dấu hiệu Ukraine phản công mãnh liệt ở tại miền Nam trong ngày kế tiếp, khi cái số lượng qua sông càng ngày càng nhiều. Và đặc biệt hơn nữa, họ đã gặp ở trong một cái sự thách thức yếu đạn dược và y tế. Và theo tin đến từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh tiếp tục, họ nói là sĩ khí quân đội của Nga tại miền Nam đang tụt dốc khi sự thất bại nặng nề tiếp tục dồn dập ở Pakhiza, Melitopol, và bây giờ tình hình ở tại Kherson không lợi cho Nga, và sĩ khí quân của Nga cảm giác đang thất vọng và đã cảm giác mình buông bỏ trên chiến trường. Tất nhiên, đây là những cái gì mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói. Cho Nguyên nói là cái gì người ta nói mình nghe, tình hình cụ thể như thế đối với Nguyên nó quan trọng, có lấy để đất hay không mới biết được. Còn cái viện nghiên cứu hay là một chuyên gia thì đó là cái đánh giá cái nhìn của họ mà thôi. Cái nhìn của họ nhiều khi là chính xác, cũng nhiều khi cũng không có chính xác. Nên chúng ta phải theo dõi sát hơn. Và đây là những cái gì mà Nguyên các quý vị trong bản tin